DJ Hoàng Anh, một trong những tên tuổi hàng đầu Việt Nam, từng đảm nhiệm vai trò giám khảo chuyên môn của chương trình truyền hình thực tế The Remix Hòa Âm Ánh Sáng. Từng đoạt nhiều thành tích cao và ghi dấu nhiều sự kiện đáng nhớ trong và ngoài nước, DJ Hoàng Anh và Học viện 88 DNA Academy đang đào tạo ra những thế hệ DJ producer kế thừa. Hãy theo đuổi đam mê, cuộc đời sẽ cho bạn con đường, luôn là kim chỉ nam của DJ Hoàng Anh. Hôm nay thì Hoàng sẽ giới thiệu cho bài một bài remix mà Hoàng đang làm. Đã đến cái phần là chuẩn bị mixing thì bài Love Me Again. Lý do Hoàng chọn cái bài này là Hoàng muốn cái bài sử dụng cái bài này ở giữa set, khi mà Hoàng muốn cái không khí nó hơi dịu xuống một tí để chuyển từ, ví dụ như đang chơi house và muốn chuyển sang một cái không khí progressive house, progressive trance một tí, hoặc là trance, thì qua làm bài này với mục đích là như vậy. Cái bài gốc thì nó rất là cuồng nhiệt, mạnh mẽ. Thì với cái remix này thì Hoàng sẽ làm cho nó dịu lại một tí, mà làm sao để khi chuyển từ một cái set nhạc house sang trance nó smooth. Rồi thì chúng ta sẽ nghe qua một tí. Cái giai đoạn này là coi như xong cái phần arrangement và sắp xếp các thứ, chuẩn bị qua mixing và đến master thì là sẽ xong. Thì giờ cái phần mềm mà anh đang sử dụng là Ableton Live, thì anh sẽ giải thích sơ sơ về cái project. Đầu tiên là các bạn thấy mấy cái màu tím, màu xanh, màu đỏ đó, thì cái này là một cái cách đánh dấu để cho dễ nhận biết một trong một cái project khi mà mình làm việc để cho nó nhanh. Thì thường thường Hoàng sẽ bất cứ project nào cũng vậy, thì những cái màu tím là cái phần effect, sound effect, màu đỏ là những cái sound mà có bass, cái tần số thấp, bass kick là màu đỏ. Xanh lá cây thì anh thấy là Hoàng có chia ra đây là foreground và background. Thì là màu xanh lá cây là foreground, một cái màu mờ hơn tí là background. Thì có nghĩa là Hoàng chia những cái sound nó ra thành từng phần. Ví dụ như cái phần bass và kick là lúc nào chúng ta sẽ để nó ở mono, ở chính giữa. Background là những cái tiếng làm nền, giống như pad hay là tiếng ARP để làm nền, tiếng sound effects. Thì chúng ta sẽ để cho nó dịch lại sâu và cái stereo nó rộng hơn. Thì còn foreground là những tiếng chính, giống như tiếng lead hoặc là tiếng vocal, chúng ta tập trung nó chính giữa. Thì để mà làm cho nó nhanh thì là trước khi bắt đầu thì Hoàng đã làm sẵn cái template cho mọi cái project luôn, chúng setup trước. Ví dụ như cái ốc sen này, nó có long reverb sen, short reverb sen, delay 1 nhịp, 1 phần 2 nhịp, 3 phần 4 nhịp, để khi chúng ta có ý tưởng phát là ngồi vô, phát là làm vụt, mọi thứ đã setup, không phải mất công setup lại từ đầu. Cái tiếng quan trọng nhất của nhạc đàn là tiếng kick, tiếng bass. Thì tiếng kick đây là sử dụng cái plug-in kick của Nicky Romero. Thì cái này hồi trước thì anh hay sử dụng sample, nhưng mà từ khi có cái plug-in này, cái việc mà tìm tiếng kick cho thích hợp nó dễ hơn rất là nhiều. Chúng ta có thể chọn một cái tiếng kích thích hợp, rồi chỉnh cái phần click của nó làm sao cho nó phù hợp với cái tiếng bass của mình nữa, rồi cũng tune nó theo cái key của cái bài nhạc rất là dễ, rồi chỉnh cái độ cái decay của nó ngắn hoặc dài để cho nó fit vô cái beat của mình. Kế bên tiếng kích là bass, thì bass cái này chỉ một cái plug-in đi theo của Ableton là operator. Cái tiếng bass này anh nghe là cũng khá là vừa ý. Cái quan trọng nhất trong bài nhạc là tiếng kick và tiếng bass. Một khi mà hai cái tiếng này chúng ta đã chọn
được hợp và nó nghe nó hợp lý thì coi như cái bài này chúng ta đã hoàn thành được khoảng 20-30%. Khi chúng ta produce thì nếu mà chỉ có khi mà chúng ta mood hết mọi thứ, chỉ còn lại tiếng kick và tiếng bassline không, mà chúng ta vẫn có một cái feel, một cái feel nhất định, cảm thấy nó working thì có nghĩa là chúng ta đã thành công. Rồi ngoài ra, ngoài cái tiếng bass thì có một thêm một cái tiếng distorted bass nữa để cho cái phần mid và high của nó nổi lên tí xíu, chồng lên cái tiếng bass chính. Có một cái plugin này mà xài trong Ableton cũng rất là tiện, đó là cái này là một cái plugin mà viết ra từ cái Max4Line, tức là Max4Line tức là một cái nền tảng mà để cho người nào có khả năng viết một cái phần mềm từ đầu thì chúng ta có thể tạo ra một cái plugin mới. Thì cái này là một cái free download thôi của trường Point Blank. Thì cái này là nó tự động auto sidechain, tức là chúng ta không có cần một cái một cái key signal như vậy. Ví dụ như đây, cái đường này signal là cái đường này không có tiếng, nó như là một cái signal để chúng ta làm sidechain. Nhưng mà nếu mà sử dụng cái auto sidechain rồi thì chúng ta không cần cái này nữa, mà khi mà load cái thằng plugin này vào là sẽ tự động nó tạo ra cái signal và nó tự động sidechain luôn, không cần phải mất công làm mấy công đoạn kia. Cái này free download, bạn nào mà xài Ableton Live thì có thể lên website của Point Blank ra về dùng. Rồi còn cái acapella thì để làm cho cái acapella nó gritty hơn, là dirty hơn tí xíu, thì mình dùng cái plugin của Wave. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do? Took it so long. No, I turned wrong, left your heart. Xé nhiều mà. Thì nó có cái đó thì nó sẽ trong cái bản mix thì nó sẽ giúp đưa cái tiếng hát ra trước. Nổi lên. Rồi đây là cái tiếng lead. Chắc các bạn có biết thì cái sao square lead này là sao đang thịnh hành vào của Future House. Vì anh muốn cái bài này chuyển từ một set house sang trance tí, cho nên sử dụng cái sound này để cho nghe nó có liên quan xíu. Thì ngoài ra thì song song với nó ngoài tiếng này thì anh trồng thêm một cái sound khác nó trancy hơn, là cái tiếng này, là cái solid thì cũng rất phổ biến của nhạc trance, cho hai thứ nó mix vào nhau một tí. Cái tiếng này trong suốt cái lúc mà nó hát thì mình sẽ cho cái filter automation đóng và mở liên tục để cho cảm giác lúc hiện ra lúc là mở đi. Cũng một cái free plugin nữa mà anh rất thích dùng, đó là cái này. Nó là một cái audio effect device mà của
đây mà nhìn cái tên này là Basecraft. Basecraft tạo ra nó để sử dụng trong cái DJ set hoặc là trong produce cũng được. Gọi là quá sao giống như rất là nhiều reverb sẽ tăng lên hoàn phát để cho cái sao nó trở nên epic và nó mờ đi lùi về phía sau, nhưng mà cái reverb nó nhiều lên. Sau đó khi mà mọi thứ trở lại bình thường thì nghe cái lực của họ. Rồi ngoài cái tiếng lead chính thì thêm một vài cái tiếng nữa để backup cho nó, thì đặt nó lùi lại sau tí xíu. Những cái tiếng lead chính sau đó hoàn export nó ra thành file wave và có thể là reverse hoặc là loop hoặc là distort đó. Nói chung là làm đủ thứ để chúng ta có một cái thêm một cái version lead nữa, mà nó đại khái là để trồng bên cái tiếng lead chính mà cho nghe cho nó khác hơn tí xíu. Cái công đoạn mà anh cảm thấy thích nhất và thường thường là làm một cách rất là hứng thú, đó là cái công đoạn mà không phải là cái đoạn mà chúng ta ngồi chúng ta đánh melody, đánh mọi thứ vào, mà là cái khúc mà chúng ta đã có cái video ra chính và chúng ta bắt đầu sử dụng effect điên đảo. Nói chung là giống như là phá vậy đó, cứ export nó ra rồi lại effect xong lại export ra lại effect tiếp. Có khi nó ra những cái kết quả một cách rất là tai nạn, nhưng mà nó rất là hay. Có khi ngồi cả ngày cũng là một đống rác không sử dụng được cái gì, nhưng mà những cái đó thường thường nếu mà được dù chỉ một mẫu thôi thì nó lại rất là độc đáo, và những cái đó thì nó mới làm cái bài remix của chúng ta khác biệt một tí. Thì đối với một bài remix thì làm sao mà để khi người nghe người ta đã thích cái bài original thì người ta nghe cái bài remix của mình người ta vẫn còn thích cái bài original là một, và thứ hai nữa là người ta thấy được cái chất gì đó riêng của cái người remixer. Thì và thì đó là cái bài remix thành công, chứ đừng để mà một bài đang người ta đang thích cái bài đó nghe remix của mình xong rồi chán luôn, ghét luôn cái bài original là thua. Thì có cái phần sau cái build up thứ hai thì cái phần fill này thì cũng là kết quả của cái sự nghịch. Cái feel này nó làm từ những cái yếu tố như sau. Thứ nhất là chúng ta có cái backup của cái vocal, tức là và cắt một cái tí xíu của cái vocal mà cái nốt hoặc là cái chữ nó muốn sử dụng effect. Sau đó cho nó qua một cái đường mới, cho một cái reverb rất là lớn vào, export nó ra và cho nó và reverse nó lại, thì để tạo cái effect này khi mà cái có thể sử dụng với vocal hoặc là cái tiếng lead được, để khi cái tiếng lead hoặc cái tiếng vocal nó xuất hiện thì nó smooth hơn. Thứ hai nữa là cái này là cái tiếng vocal được cắt ra có tí distort vô. Cái dưới là cái tiếng lead cũng vậy, cũng được cắt ra và distort nó đi. Và nó có
nó diễn ra trong hai ô nhịp, thì ô nhịp đầu nó bình thường, ô nhịp thứ hai thì anh cho cái phần sau nó có tí flanger vô. Rồi chồng bên nó nữa là một cái drum fill. Thì kết hợp tất cả những đó lại với nhau chúng ta có được cái này. Rồi thì cái bài này vẫn bắt đến công đoạn mix, mix down thì mới chỉ mix sơ, sử dụng sơ với EQ này nọ thì sẽ Hoàng sẽ mix down nó kỹ hơn sau. Thì hôm nay Hoàng dùng nó để trình bày cho mọi người thấy một cái bước, những cái bước đơn giản để chúng ta thực hiện một cái bài remix nó là như thế nào.